một cái góc nhìn nữa, thêm một cái phần chia sẻ từ người thực Việt thực nữa. Và sau đây là một câu chuyện của một người anh đã làm việc với các đối tác quốc tế và làm doanh nghiệp truyền thống về bất động sản từ năm 2007, có kinh nghiệm gần 20 năm trong việc đầu tư và quản lý các hạng mục đầu tư cả mạo hiểm và chung gọi là mạo hiểm cao, trung hạn và ngắn hạn, dài hạn đều có. Thì cùng với tem Ganvin đầu tư tại Intu, và hiện tại ngày hôm nay thì anh đã sở hữu một cái doanh số cực kỳ là nổi bật, cực kỳ là lớn ở danh hiệu S5 ạ, và đã có cái thời gian cống hiến cũng như là đồng hành cùng Intu, và cũng có một cái mục tiêu rất là rõ ràng tại Intu. Và sau đây em không biết là anh Genvin Trần đã có mặt ở trong phòng Zoom chưa? Nhà mình hãy là một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón anh Genvin Trần, một con người người thực Việt thực và một người đã có rất là nhiều những cái thành quả, rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong cái gọi là kinh doanh truyền thống ạ. Và ngày hôm nay lựa chọn Intu cùng với ekip của mình, cùng với văn phòng của mình, và đã vận hành rất là thông minh, tạo ra dòng tiền giúp cho rất là nhiều người có thu nhập lớn ở đây. Em xin mời anh ạ. Ok, xin cảm ơn Vâng, xin cảm ơn cái lời giới thiệu của bạn MC. Xin chào tất cả đại gia đình Intu Việt Nam, Intu Vượt Việt Nam. Ta gọi nhau là một gia đình. Được không các anh chị? Mình tên đầy đủ là Trần Quang Thiết. Tên làm việc trong cái lĩnh vực đầu tư thì mọi người hay gọi là Vin Trần. Có lẽ đây, nếu như anh chị nào có nhận ra hoặc là người quen thì comment số 1 chúng tôi ạ. Ngồi đến giờ này thì các anh chị cũng đã mệt rồi. Cảm ơn Lan Trinh. Dạ xin cảm ơn. Z gì đây gọi chào thầy. ZX. Ok, thế là cũng có những gương mặt thân quen. Cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp cho tôi được giao lưu với các anh chị cũng có 10 phút thôi. Nhưng nếu như ai đó mà ráng ngồi lại nốt 10 phút còn lại, tức là chúng ta ngồi với nhau được vài tiếng rồi, thì chúng ta có thể ngồi thêm 10 phút nữa. Và tôi hy vọng 10 phút này không dám giúp các anh chị giàu, nhưng nếu như các anh chị đón nhận những thông tin tôi chia sẻ thì đâu đó sẽ quyết định được cái việc giúp cho rất nhiều người bạn và mối quan hệ của anh chị sẽ trở nên giàu có. Bao nhiêu anh chị muốn mình sở hữu khoảng từ 1 đến 2 triệu đô của 2024 thì vui lòng comment số nhất lộc là 16 giùm tôi ạ. Và các anh chị cũng đang nghe, ok, cảm ơn các anh chị. Như thế này, cảm ơn cái xã hội này để chúng ta được gặp nhau, tôi được làm quen và được biết các anh chị. Và cảm ơn luôn về sự phát triển của công nghệ Internet, đặc biệt là chúng ta đang sử dụng Web2 để giúp cho chúng ta trở lại gần nhau hơn, nhìn thấy mặt nhau mà không cần phải chạy đến nhà. Đó là những cái điều hạnh phúc của những con người sinh ra những thập niên thế hệ hiện tại của chúng ta, từ 60, 70, 80, 9X, 2K, chúng ta đang được thừa hưởng những điều đó. Và tương lai sắp tới, vào những cái thập niên sau những năm 2000, thì các lớp trẻ họ sẽ được tận dụng những cái sự đột phá lớn hơn nữa của mặt công nghệ. Thì hôm nay là cũng là nhờ Intu thì tôi cũng có cơ hội để giao lưu và chia sẻ với anh chị một số những cái thông tin tại sao và ban tổ chức có nói với tôi đó là tại sao lại đầu tư với Intu và tại sao lại chọn Intu để lan tỏa và tại sao lại lại sẵn sàng chia sẻ Intu. Thì như thế này các anh chị, mỗi người có một ngành một nghề, mỗi người có một công việc việc. Và ai đó cũng đã đang đang lo toan cho cuộc sống của mình, thì tôi cũng nằm trong số 99% là những người đi lao động kiếm tiền và muốn phấn đấu trở thành những người thành công và muốn thoát nghèo xa quê. Quê tôi là quê hương 36 đấy, và cũng xách ba lô ra đi từ những năm 2000 cho đến nay cũng hơn 20 năm lăn lộn ở ngoài thị trường, thì cũng trải qua rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh và chỉ mang cho mình một cái khát khao, đó là trở nên một cái cuộc sống tốt hơn,
là giúp được gia đình nhỏ là gia đình riêng của mình và đại gia đình lớn cũng như là có một đóng góp được một phần nào đó cho xã hội. Nhưng với cái ấp ủ trong nhiều năm như thế thì đến bây giờ thì mới gọi là giúp được một phần cho cái gia đình nhỏ thôi, tuy cũng mang tiếng làm doanh nghiệp mười mấy năm, chứ còn đại gia đình thì cũng mới chỉ lo được một số những cái việc đấy. Tuy nhiên còn những cái đại sự lớn hơn nữa cũng đang rất là cần và đang chờ hy vọng thì mình cũng chưa nỗ lực. Thế thì cũng trải qua nhiều cái lĩnh vực đầu tư, trong đó có bất động sản, thì hiện tại tôi cũng đang có sở hữu cái doanh nghiệp bất động sản, trong đó có nhân viên và có các cái cộng tác viên đâu đó khoảng tầm trên 30 đối tác cũng đang làm việc, và tôi cũng có vận hành một số những cái quỹ đầu tư. Chắc là nhiều anh chị cũng biết. Đấy, về tôi thì chắc chắn là đã biết, tôi cách đây 10 năm có roi vào lĩnh vực là tôi 10 năm về trước thì lĩnh vực ngoại hối là cái lĩnh vực sở trường. Bên cạnh đó thì cũng không ngừng học hỏi và cũng nỗ lực tìm kiếm, thì may mắn là cũng có những cái thông tin của những người bạn chia sẻ với Intu. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là dịch chuyển cái khoản đầu tư ở nơi an toàn sang những nơi mạo hiểm để nắm bắt những cái cơ hội. Tuy nhiên khi đầu tư vào Intu rồi thì tôi mới phát hiện ra một điều, đó là nếu như mình không tập trung và không đầu tư một cách nghiêm túc ở Intu đấy, thì sẽ rất tiếc mà sau này khoảng 1 2 năm sau, nếu mình không dám cho mình một cái cơ hội và tìm hiểu một cách nghiêm túc để đặt trọn niềm tin, thì mình lại tiếp tục làm một lần nữa bỏ lỡ đi một cơ hội mà có thể là những cái cơ hội nó đáng giá cả đời mình đi tìm kiếm. Đấy. Ok. Có người chào thầy, có người chào đồng hương. Cảm ơn các anh chị có những lời chào và khích lệ. Tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị. Và ngày buổi tối ngày hôm nay, tôi thay vì tôi trả lời là tại sao tôi làm, thì tôi lấy cái câu chuyện thật của hai người diễn giả lúc đầu, anh Cửu Long với cái lứa tuổi, nghe qua chia sẻ của anh một vài buổi, tôi đánh giá anh cũng là một người kinh nghiệm lăn lộn và va chạm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư và cũng không còn thiếu nhiều cái ngành nghề đâu. Và cái độ sâu, độ chín, độ tử tế của anh hoàn toàn hội tụ đủ, nhưng anh vẫn còn thiếu, có lẽ đó là yếu về cái sự thành công vượt trội, yếu về những cái sự thành đạt lớn để giúp lại cho đời, giúp lại cho xã hội. Cho nên là anh dấn thân vào YouTube và cũng chúc mừng cho anh. Và một bạn mà đang kinh doanh thuốc Tây, một bạn nữ mà ngồi chia sẻ, có nhiều bạn nữ ngoài kia học đại học, và bà xã tôi cũng là học dược đại và cũng mở nhà thuốc và cũng cho thuê. Đến giờ thì tôi đã phải cho thuê bằng, bởi vì khi bà lấn thân vào nhà thuốc thì gần như vợ chồng không có thời gian gần gũi nhau, ăn cơm cũng đứa ăn trước đứa ăn sau. Đây, nó rất là mệt mỏi, và đóng một ngày cửa mà mở ở ngay chợ chợ sĩ thành phố Hồ Chí Minh đấy, đóng một ngày cửa thôi là có thể là mất đi một lượng khách mãi mãi không bao giờ quay lại. Và tôi cứ cảm thấy là nếu như mà kiếm tiền mà càng ngày không có thời gian, sức khỏe thì người ta bảo là kiếm tiền thì phải có cả sức khỏe và có cả thời gian, nhưng mà đây càng ngày càng kiếm kiếm được vài đồng tiền thì thấy sức khỏe nó cứ giảm dần đi và thời gian càng ngày càng co hẹp lại. Đây. Ban đầu thì lượng hàng đang còn đi vô đi ra thẳng thắn được, nhưng mà càng ngày phải đi nghiêng người vì xếp hàng, thế thì tôi thấy bất ổn và tôi chuyển đổi dịch chuyển đó là sang cho thuê. Đây. Cho nên ngày hôm nay đón nhận một cái cơ hội ở Intu, tôi phát hiện ra đó là một cái giải pháp hiện nay không những giải quyết về cái vấn đề tài chính cho cá nhân mà nó đâu đó nó đang còn giải quyết cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, là một giải pháp trong cái bối cảnh kinh tế thị trường đang đang gặp những cái khó khăn về suy thoái, và nó còn kéo dài không những cho hết 2024 mà thậm chí nó sẽ lấn sân sang quý 2, quý 3 của 2025. Mà trong cái bối cảnh hiện nay nền kinh tế đi xuống, tất cả các mặt hàng kinh doanh và đang đi xuống, thì lại xuất hiện Intu lại có thể làm giải pháp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng không phải ai cũng dám tin, không phải ai cũng dám tin và không phải ai cũng dám cho mình cái cơ hội mở lòng mình ra để đón nhận, mà họ gặp Intu. Một lần nữa nhắc lại lần nữa, những người đang ngồi đây và những người đang ngồi lại đây là do một phần ăn ở và do cái thái độ của chúng ta nó có cái sự cầu tiến, và cái thái độ con người của chúng ta ở đâu đó có yếu tố chịu khó lắng nghe nhiều hơn nói, cho nên chúng ta mới ngồi lại ở đây, chứ không phải là chúng ta là những người biết trước đâu. Có rất là nhiều người biết trước nhưng vẫn xem Intu là bình thường, nhưng với tôi đang đánh giá nó là một cơ hội. Mặc dù nếu như không có Intu thì tôi chưa giúp được một số nhiều anh em trong cái đội ngũ đầu tư của tôi, có những người bạn tôi đang nợ
dùng đòn bẩy của ngân hàng để làm bất động sản thì nợ 1-2 triệu đô là chuyện nhỏ với đội ngũ của tôi. Thì tôi bảo thôi, đường nào cũng đang nợ, mày cho mình một cơ hội. Nếu như mày đang nợ 20 tỷ thì nợ thêm 1 tỷ. Đường nào mà không đứng lên được mà thất bại cùng muốn phá sản thì 20 và 21 giống nhau. Đấy. Và 1 tỷ này tập trung đầu tư vào Intu và phát triển cộng đồng. Và hầu như nó có cơ hội để giải quyết cái 20 tỷ kia. Và đến bây giờ nó đang làm được cái việc đó trong xuyên suốt 4 tháng. Đó là 1 tỷ đầu tư vào Intu thì nó đã đẻ thành, nó đã thu hồi vốn và đã đẻ thành 3 tỷ mấy, 4 tỷ rồi. Cái quan trọng nhất đó là đang gồng lãi được cái hàng tháng của 20 tỷ dùng ngân hàng banh. Vậy thì những người đang nợ 10 tỷ cũng vậy. Đây, đã nợ 10 tỷ rồi, nợ thêm 500 nó giống nhau. Đây, nếu như bạn chưa có giải pháp nào khác thì hãy cho mình dám tin một cơ hội đi. À, với Intu thì tôi đánh giá rất là cao, tôi chia sẻ một cách chân thành như vậy. Bởi vì trong đầu tư anh em mình đầu tư quá nhiều và đã từng đầu tư và đã từng thất bại quá nhiều, ở đâu cũng có rủi ro và đâu cũng có mạo hiểm và không có một cái gì là cái chắc chắn tuyệt đối. Nhưng nếu chúng ta không dám cho mình mạo hiểm, đón nhận một cái cơ hội mạo hiểm thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên cái mạo hiểm và cái rủi ro ở Intu trong tại thời điểm này nó rất là thấp và nó cũng không phải có cơ hội dài nhiều năm, năm này qua năm khác và tháng này qua tháng khác để chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta khai thác tài nguyên của nó mãi mãi đâu. Cho nên bạn hãy sắp xếp công việc quan trọng hiện tại. Ai đang có công ăn việc làm là công việc quan trọng. Nhưng khi chúng ta gặp cơ hội thì đây chúng ta phải xác định dành thời gian cho công việc này, gọi là công việc rất quan trọng. Đúng không ạ? Và đang phát triển công việc quan trọng cũng như là công việc rất quan trọng mà gặp những cái sự cố cấp bách của cuộc sống thì chúng ta phải tập trung dồn hết thời gian để giải quyết công việc cấp bách, ví dụ cấp cứu, cháy nhà. Đó là cái nguyên lý của cuộc sống. Và tôi nhìn thấy một điều hai người chia sẻ ban đầu và cũng như tôi cũng vậy thôi, mặc dù cũng đang có công việc, cũng đang nỗ lực trong công việc của mình, nhưng tại sao Intu đến lại không đón nhận, à lại tập trung đón nhận và vẫn phải bán thuốc, hình ảnh ngồi trên cái quầy thuốc và chia sẻ, đó là làm cái nguồn cảm hứng mà tôi hôm nay rất là có cảm xúc với hai cái speaker, đó là hai diễn giả ban đầu. Đấy. Và ở đâu đó cũng có nhiều người họ cho rằng công việc này là A, B, C, D, vân vân và vậy vậy. Nhưng tôi nhắc lại các anh chị như sau, nếu như các anh chị chưa có một cơ hội nào tốt hơn thì trong giai đoạn này hãy dám cho mình một cơ hội hiểu sâu về Intu một cách tốt, một cách chuyên sâu nhất, rồi hãy cháy bỏng với nó, hãy hòa mình với nó trong 3 đến 4 tháng thì các chị sẽ thấy một cái thành quả của một công việc làm, của một ngành nghề kinh doanh mà nó có thể giúp cho tất cả những, nó không từ chối một cái đối tượng nào. Chẳng hạn như các chị đang kinh doanh ngoài kia, các chị bán quần áo nam thì nữ nó sẽ không mua, bán quần áo nữ thì nam sẽ không cần, bán đồ chơi cho người già thì trẻ em không thích, và bán đồ chơi cho trẻ em thì người già không có nhu cầu, đúng không ạ? Nhưng với Intu thì nó đáp ứng được tất cả già trẻ, gái trai, phụ nữ có thai, trẻ em, thậm chí là ai ai cũng mong muốn, đó là sử dụng một cái app của mạng xã hội. Bên cạnh đó nó có một cái cơ hội tăng trưởng tài sản gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp hàng trăm lần. Đấy. Và lý do chúng ta chọn, chúng ta đồng hành ở tại thời điểm này, tại sao chúng ta không để Intu sang năm mới làm? Bởi vì nếu như không làm bây giờ, lỡ sang năm nó đã x10 lên rồi thì cái cơ hội sở hữu tài sản của Intu của chúng ta nó sẽ rất là thấp. Đó là lý do mà hãy tập trung nghiêm túc gác những công việc. Bạn đang có công việc quan trọng, đến giờ tôi không biết là bạn đã kịp ăn tối chưa, nhưng mà tôi giờ vẫn chưa kịp ăn tối, vẫn sẵn sàng chia sẻ với các anh chị. Đây, bởi vì chúng ta cũng chỉ có một cuộc sống và chúng ta cũng chỉ có một vài cơ hội trong cuộc sống. Nếu như chúng ta tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thì liệu rằng thời gian tới, hay là chúng ta cứ hy vọng và mãi mãi không biết có còn một cái cơ hội nào tốt hơn hay không. Thế thì ở đây nó còn một cái góc độ, đó là nếu bạn là một nhà đầu tư thôi á, nếu bạn chỉ là một nhà đầu tư trong cái giai đoạn hiện tại, tôi chưa cần nó phải tăng thì cũng khó có một cái cơ hội nào có cái lợi nhuận đảm bảo như Intu, mà độ an toàn tôi không dám khẳng định tuyệt đối 100%, nhưng độ an toàn đến giờ phút này chúng tôi đã đầu tư mỗi anh em vài ba tỷ trở lên hết, thì độ an toàn ở đây đã đạt lên 90%, đúng không ạ? Còn vấn đề sự đột phá, vì cho nhau một cái thời gian thất bại hay là sự đột phá thì nó cho nhau thời gian, nhưng rõ ràng dự án Intu là một
dự án được giải để cho các anh chị chúng ta có cái cơ hội không những làm giàu cho mình mà còn có cơ hội chia sẻ, lan tỏa và giúp nhiều người khác giàu. Đấy, chứ không phải là riêng mình giàu. Và nếu như ai không dám chia sẻ, đó là sự giàu có ích kỷ, thì có lẽ cũng sẽ không phù hợp với Intu cho lắm. Ai cũng sẽ không phù hợp với Intu cho lắm. Còn với những anh chị mà dám tự tin cho mình một cơ hội và dám bán cho mình được, đầu tư được rồi, thì hãy tự tin chia sẻ những cái cơ hội này thêm với những người bạn, và chúng ta là một gia đình cùng nhau lan tỏa. Vẫn biết rằng ở ngoài kia có những thằng đâm lưng chiến sĩ, có những đối thủ nó quay lưng nó nói xấu, và có những yêu cái sự cạnh tranh, đó là việc của nó. Giá trị nó nằm ở cái chỗ đó là nếu như vàng thật này, vàng thật thì không bao giờ sợ lửa, đúng không ạ? Và ở Intu hiện nay đã xuất hiện ra những cái web và những cái mô hình nhái Intu này, copy cái vỏ bên ngoài, bởi vì họ biết rằng Intu là một giá trị thật và một giá trị lớn, cho nên họ mới làm giả. Chứ còn những thứ mà không có giá trị thì chả ai làm giả làm gì. Giống như các anh chị đang nhìn thấy đấy, vàng nó có vàng giả bởi vì vàng nó có giá trị, đúng không? Tiền nó có tiền giả bởi vì nó có giá trị. Răng nó có răng giả bởi vì răng nó có giá trị hơn tăm, tăm là ít có răng giả. Đấy, những thứ không có giá trị thì không bao giờ có hàng giả. Cho nên xung quanh chúng ta sẽ có đối thủ. Thế thì ở đây nó có một câu nói rất nổi tiếng mà tôi rất thích: khó khăn là nấc thang của những bậc anh tài. Mặc dù không biết cuộc sống hiện tại các anh chị có tốt hơn hay tốt hơn tôi hay không, nhưng trải qua mấy năm kinh tế suy thoái thì tôi cũng phải giải thể hàng loạt quán xá kinh doanh, mảng xuất khẩu cũng phải ngưng, mảng nhà hàng, mảng cà phê, tất cả các mảng truyền thống hầu như bị ngưng. Trong đó vướng lại một loạt đòn bẩy, dùng đòn bẩy trong đầu tư bất động sản, trong đầu tư truyền thống. Nhưng may mắn đó là gì, và con tim cũng đã vui trở lại khi tôi nhìn thấy con đường Intu và cái hướng để lan tỏa phát triển một cái doanh nghiệp. Thay vì chúng ta phải đầu tư để xây dựng lại một cái doanh nghiệp từ đầu, chúng ta nỗ lực 200%, chúng ta nhận về thành quả 100%. Nhưng nếu như chúng ta áp dụng vào những cái nền tảng mà Intu đã làm sẵn, chúng ta chỉ nỗ lực 100% thì chúng ta nhận về thành quả cũng lên đến 70-80%. Đó là cái cách mà chúng ta chia cái rủi ro, chia cái áp lực. Đấy, còn hôm nay ở đây á, thời gian nó rất là hạn chế, cho nên tôi không thể phân tích được với các anh chị nhiều, chỉ chia sẻ một số những cái lý do, đó là tại giai đoạn này các anh chị thấy rồi, trong đầu tư, trong các cái lĩnh vực đầu tư thì cũng chưa có những cái lĩnh vực đầu tư nào mà nó tăng trưởng tài sản nhanh bằng những cái sản phẩm hoặc là những cái startup về công nghệ. Bên cạnh đó cũng chưa có một cái sản phẩm nào nó ít hàng trăm hàng ngàn lần trong một cái giai đoạn ngắn như crypto. Mà ở đây chúng ta đang đón nhận hai cái làn sóng chập lại một, đó là công nghệ, nghĩa là gì? Quá khứ chúng ta không thể thay đổi. Bạn sinh ra từ đâu, con nhà ai, ở môi trường nào chỉ có làm giả, chứ còn nếu như là thật thì chúng ta không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì chúng ta cũng không thể đẩy lùi. Vậy thì Web 2 nó đã đang chứng minh rất là thành công. Facebook, Zalo, Telegram, WeChat, WhatsApp nó đang rất thành công. Và nhu cầu của xã hội mỗi ngày cao hơn, cho nên Web 3 nó ra đời. Ngày hôm nay bạn không xài Intu thì tương lai bạn cũng xài một cái app Web 3 nào đó. Vậy nếu như bạn không mở lòng để đón nhận thì mối quan hệ và thông tin của các thông tin á, mối quan hệ của bạn thì đang được những người khác để khai thác. Vậy thì chúng ta hãy mạnh dạn, cho dù xung quanh mình họ nghĩ như thế nào, thì tôi cũng nói với quý vị một điều, đó là hãy làm bằng cái tâm của mình thật sự, thì mình chả có mắc cỡ, chả có xấu hổ cái gì cả. Muốn giàu có, một là phải là chuyên gia, hai là phải nhà sáng chế, mà ba phải là những nhà kinh doanh giỏi, được chưa? Vậy thì trong suốt cái thời kỳ đỉnh cao của Web 2, bạn đã làm gì và bạn đón nhận được những điều gì? Và bạn trở thành ai? Bạn có thành công ở mắt xích nào đó trong cái thời kỳ Web 2 chưa? Nếu chưa thì hãy tập trung cao độ cho Web 3. Đấy. Còn nếu như chúng ta không dám bán, không dám kinh doanh, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến một cuộc sống giàu sang, một CEO hay là một doanh nhân thành đạt. Nó rất là khó. Đấy, được chưa? Và thực ra nếu như chúng ta nghĩ bán, chúng ta đang cho thông tin, đang bán thông tin là một cái giải pháp để giúp mình, giúp đời, giúp thêm cả cộng đồng, nó rất là đơn giản. Chính phủ Việt Nam không biết bán thông tin thì ngày hôm nay chúng ta chưa chắc có cuộc sống như này đâu. Họ cũng phải đem những hình ảnh đất nước tôi là một đất nước yêu chuộng hòa bình, là một đất nước hội tụ tất cả những yếu tố, đó là rừng vàng, biển bạc và con người thân thiện, đúng không chị? Đó là bán. Đấy, vậy thì mới thu hút được các nhà đầu tư quốc tế. Đấy, họ rót vốn đầu tư, kích cầu nền kinh tế, tạo công ăn việc làm. Đấy, thì nó mới, nền kinh tế mới phát triển và đất nước của chúng ta mới phát triển ngày hôm nay.
Cho nên chúng ta đừng có nghĩ bạn là ai mà bạn không dám bán thông tin. Bạn đừng cho rằng bạn là tất là cái gì, nhưng mà đôi khi cũng tích là cái gì. Và những đứa mà nó đang xem mình tích là cái gì, chắc gì nó đã là cái gì. Cho nên là rất là gì hay tích là gì nó không quan trọng. Quan trọng bạn sẽ là ai trong tương lai sắp tới. Và nếu như cơ hội Into hôm nay bạn biết mà định giá app của Into nó lên 100 tỷ đô, liệu bạn có sở hữu được 1-2% nào đó hay không? Hay bạn có sở hữu được một vài cái nốt khai thác hay không mới là quan trọng. Ok, đúng không ạ? Thì thực ra là thời gian nó rất là hạn chế. Tôi đã nói chuyện thì thôi, nói chuyện thì tôi cũng rất là tâm huyết. Cho nên là những cái gì mà nó khó nghe hoặc các anh chị cũng muốn hỏi những câu hỏi gì thì tôi cũng đang muốn phối hợp với các anh em sẽ cùng nhau lan tỏa, cùng nhau chia sẻ mạnh mẽ. Into nó trao cho mình một cái quyền vừa làm tuyển nhân sự, vừa là trả lương cho nhân sự, rồi vừa là trả lương cho chính mình và tự ra cái quyết định cho cái doanh nghiệp của mình mà không hề bị rủi ro về vấn đề đó là lương lương tháng. Đấy. Mà nếu như chúng ta không nắm bắt thì thật sự nó rất là phí. Còn để chia sẻ chi tiết và vận hành làm sao để tối đa hóa nhất thì tôi khuyên chân thành các chị hãy ngồi lại với người, cho mình cái cơ hội, cho mình cái thông tin. Bởi vì ở đây chúng ta không phải là làm công ăn lương. Chúng ta đầu tư một cơ hội đầu tư cực kỳ tuyệt vời mà đem về 4 năm dòng nguồn thu. Bên cạnh đó chúng ta có cơ hội để phát triển doanh nghiệp nữa, tức là lan tỏa cộng đồng là đang phát triển doanh nghiệp cho mình, mỗi người đem về doanh số một chút. Bạn trở nên được chia sẻ vào cái cấp độ S, đó là chia sẻ vào dòng thu nhập thụ động, chia sẻ toàn cầu. Thì đây là một cái điều hết sức tuyệt vời về cái nguồn thu nhập thụ động, là một cái mơ ước, là kỳ quan, lãi kép và thu nhập thụ động là kỳ quan thứ 6 của con người. Đấy. Cho nên đó là bạn đã chạm được nó hay chưa, hay bạn đã từng được thưởng thức, được thụ hưởng những cái giá trị đó, thì bạn mới thấy đây là Into là một trong những cái chính sách nghiên cứu cực kỳ uyên thâm và rất là sâu. Còn để đánh giá nó có tầm hay không thì ngắn gọn với các anh chị, Into là đội ngũ lãnh đạo có tầm, họ đã chuẩn bị cho cái dự án này vài ba năm về trước, chứ không phải là thấy mùa trend này rồi nhảy ra, thấy mùa trend của Hà Vinh, thấy mùa tăng trưởng của Coi nhảy ra vẽ một số cái dự án rồi huy động được chưa. Thứ hai, họ có tài không? Nếu họ không tài, họ không nằm trong những vị trí chủ chốt của những cái mạng xã hội web 2. Và họ đang là những người đang thành công ở web 2 để chứng minh họ có năng lực, tài. Tâm của họ rất là sáng bởi vì họ không huy động vốn của mình về. Họ trao quyền cho mình phát triển doanh nghiệp và họ mở cho mình tất cả những cái giải pháp giải quyết về mặt tài chính. Thì chả có lý do gì bạn đánh giá hay là bạn ngồi bạn đâm lưng chiến sĩ hoặc là bạn nói xấu. Đúng không ạ? Có cái là bạn là ai? Trong cái tổ chức bạn phát triển đâu, cuộc sống của bạn thành công hay không nó phụ thuộc vào quyết định và thái độ của bạn ngày hôm nay. Cho nên tôi rất là thích câu nói tôi thà dùng 1% sự nỗ lực của hàng trăm người để thành công chứ không dùng 100% năng lực để đi cày, giống như mở tiệm thuốc ngồi cày. Bạn kia bán thông minh đó là tạm thời đang ngồi cày nhưng phát triển Into để tạo thu nhập thụ động. Khi thu nhập phụ nó lớn hơn thu nhập thụ động thì bạn có thể di chuyển là chuyện hết sức bình thường. Ok không ạ? Đây, hãy nhớ rằng một điều, tài sản trên cả thế giới này đang nằm ở cái nhóm ít, đó là nhóm 20%, và nhóm đó là những người biết đầu tư và dịch chuyển những khoản đầu tư từ nơi an toàn sang nơi không an toàn một cách đều đặn và định kỳ. Đấy. Thời gian nó rất là hạn chế cho nên là đêm cũng đã khuya. Tiếp cũng chúc cho tất cả các anh chị trong buổi tối hôm nay có một buổi tối mất ngủ, mà càng mất ngủ nhiều trong cái giai đoạn này thì hãy nghiên cứu về Into, đừng ngồi lướt Facebook, đừng xài web 2 trong cái lúc này. Đúng ạ, còn một cái giấc ngủ thiên thu, giấc ngủ ngàn năm đang chờ viết trước. Hôm nay có cơ hội chúng ta tranh thủ nghiên cứu nhanh, nắm bắt nhanh, ra đòn luôn, đúng ạ. Đấy, và sở hữu một cái lờ to, anh em chúng tôi hay thường nói lờ to là cái tối đa hóa nhất trong đầu tư nguyên tung và khai thác triệt để, vận hành theo cái hình thức quân là bạn an toàn về vốn nhanh nhất trong thời gian hơn 2 tháng, đúng không ạ? Bao nhiêu người dám và nói tôi sẽ nghiên cứu thật sâu, tôi chưa nói các anh chị làm. Đấy. Còn cuộc sống giàu có hay thành công thì phụ thuộc vào quyết định của anh chị, đúng không ạ? Đấy. Đừng để sau này con cái mình nó trách, nó biết là ông hàng xóm ông làm Into ông giàu, còn bạn biết Into nhưng bạn không giàu. Cảm ơn các anh chị đã chú tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp các anh chị vào những cái chương trình sắp tới của ban tổ chức sắp xếp. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn các anh chị. Thank you.